Đổ tại không nha. Con nói thật bố mẹ, hôm qua là đêm con ngủ không được luôn, bởi vì sao? Hôm nay con sẽ hú cho tét. Tét ngủ không? Dạ. Nhưng mà con đứng ra đây con tét ngủ không đi chăng nữa thì bố mẹ phải là người gì ạ? Mới thức thầy gái chạy qua. Chạy ra gì lệ nữa chứ. Chạy ra gì lệ nữa thôi đi rồi. Sao mình thôi thì tét cái khác mới được. Được không các bạn? Để đâu rồi? Đồ khốn. Không có im lặng không á. Làm như là chừa hơi tí nữa làm hay sao á? Chứ sao? Chắc chưa? Chừa hơi tí nữa làm đúng không? Đúng. Con phải giám đốc nó nhắc bố mẹ nó mà chơi á.